Thưa quý vị, là vừa rồi chúng ta nghe ca khúc Chân Quê, nhạc sĩ Trung Đức viết. Nhưng mà đây là phút ngẫu hứng nha. Vượng Dâu, cái bài thơ Chân Quê của nhà thơ Nguyễn Bính này, Vượng Dâu có thể hát được rất nhiều thể loại khác nhau như sầm, rồi hát chầu văn bằng những cái câu thơ vừa rồi. Nhà thơ Nguyễn Bính viết ra là hôm qua em đi tỉnh về, đời em ở mãi con đê đầu làng, khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Nếu mà câu đấy hát chầu văn sẽ là như thế này ạ. Em đi tỉnh về hôm qua, em đi tỉnh về nghỉ, đợi em ở mái con đê đầu làng. Hát văn nhưng mà đấy là một điệu. Đấy là một điệu thôi nhưng mà hát văn chuyển sang cờn sẽ là khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài khuya bấm em làm khổ tôi, nào đâu ta đang tăng tắc tăng tăng, nào đâu cài yếm lụa rồi nghe, nào đâu cài yếm lụa rồi cái dây lưng đuôi nhuộm hồi sang xuân, nào đâu cài áo tứ thân nghe. Hai điệu trong chầu văn có thể hát được 5-7 điệu. Nếu quý vị thấy hay cho chàng khoa tay. Bây giờ sẽ là hát sầm, sẽ là hát sầm chợ. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mái con đê đầu làng, tăng 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 ra rằng tăng tăng ta ra rằng ra rằng, mà khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài quý bấm mi em làm khổ tôi, rằng tăng 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 ta ra rằng ra rằng, vỗ tay lên nào. Lại mấy câu thơ vừa rồi chuyển sang hát chèo. Đấy, mà hát xịn nhá, không phải hát chế như mấy ông linh tinh đâu. Hát chèo làn điệu du xuân. Có ai ấy bóng tà ai ơi. Thì sẽ câu sẽ hát Chân Quê như thế này. Em mi đi tình về hôm mì qua, ta ra răng tăng tăng ta ra răng, hôm qua em đi vâng, xin 5 phút mới được 3 phút thôi, còn 2 phút nữa quý vị muốn Vượng Dâu dạ. Hôm nay là Lương Gia Huy không cho phép được diễn hài bởi vì là sợ dài. Dạ, 2 phút nữa thì quý vị thích gì? Dạ. Một, quý vị chọn là Lại Nhớ Người Yêu, một ca khúc đang rất nổi. Hai là quý vị chọn một ca khúc chầu văn nhưng hát rất ngắn. Dạ. Chầu văn hát nhiều làn điệu khác nhau trong một bài nhé. Quý vị vẫn nghe ca khúc, quý vị vẫn nhầm và báo chí với lại truyền thông rất nhầm. Cái ca khúc mà quý vị vẫn hay nói là Cô Đôi Thượng Ngàn đó không phải là cô đôi, đó là giá Cô Bé Thượng Ngàn. Và bây giờ xin hát tặng cho quý vị Cô Bé Thượng Ngàn một đoạn rất ngắn. Xin mời quý vị cùng nghe. Làm chúa rừng xanh à, cô nỗi đời. Làm chúa rừng xanh à, 36 động à, quyền hành trong à, tay. Lên dần rồi đấy. Xin thay à, một à, thú trên à, thank you.
Trong cái làn điệu chầu văn vừa rồi Vượng Dâu hát là có rất là nhiều làn điệu trong một cái đoạn đó. Cái đoạn cuối cùng là xá Quảng, tức là Quảng Tây, Quảng Đông Trung Quốc. Khi mà cái hát chầu văn này phát triển vào cái thời Lê Trung Hưng, Tôn Sĩ Nghị sang xâm chiếm nước ta, nhà Thanh và nhà Minh sang xâm chiếm nước ta, thì chúng bắt chúng ta đồng hóa văn hóa bằng cách là hát chầu văn nhưng phải theo lối xá Quảng, tức là Quảng Đông, Quảng Tây. Cho nên lối xá Quảng giờ không phải ai cũng hát được, nó rất khó. Là ví dụ như là dòng nga trời nga, thì có một bạn mà đánh choang choang choang, nước nga nhược nga non nga bồng choang choang choang. Đấy, đấy là xá Quảng. Mỗi cái hay của văn hóa Việt Nam thì chúng ta thấy mỗi cái nó có một cái hay riêng. Đấy, ngày xưa thì Vượng Dâu cũng từng đi học quan họ rồi,
quan họ là các cụ còn khó hơn Chầu Văn bây giờ này. Quan họ là lúc đấy cụ già 80-90 tuổi dậy vương dâu hát nhưng mà mồm nhai trầu rất là khó. Ví dụ như hát quan họ là ngồi chẳng là ngồi nha tưởng ý có mây màn hự hự ơi thuyền hự là ngồi tưởng có mây màn thuyền hự.